Vâng, chào quý vị bạn trở lại với channel Cùng Chơi. Và chào quý vị, đây là phiên bản thấp nhất trong 3 phiên bản của Toyota Cross. Đây là phiên bản G, phiên bản 720 triệu đấy ạ. Thì quý vị bạn đã xem nhiều video về Toyota Cross 1.8V, 1.8 HV Hybrid rồi đúng không ạ? Thì mà tuy nhiên thì cái bản G 720 triệu thì có lẽ là cái mức tiền hợp lý hơn so với nhiều khách hàng, và nó lệch nhau với cái bản trên là 100 triệu. Thì 100 triệu thì chúng ta khác biệt những điểm gì, thì cái video này thì mình sẽ chỉ cho những khách hàng thấy. Thì đầu tiên là ngay phần đầu xe, thì cái điểm dễ nhận biết nhất thì chúng ta có nhìn thấy đây, nó là cái logo này, khác với cái logo ở trên hai phiên bản cao cấp là logo gọi là logo 3D. Đây bên cạnh mình đã có một xe phiên bản HV nhá. Đây này, đây là logo 3D này. Đó. Logo 3D thì chúng ta sẽ hiểu được ngay nó là bộ tính năng an toàn tiêu chuẩn toàn cầu Toyota Safety Sense. Như kiểu là cảnh báo tiền va chạm này, hay là lệch làn đường này, hay là kiểm soát hành trình Adaptive Cruise Control, rất nhiều tính năng đúng không ạ? Cái lưới tản nhiệt mặt trước thì không khác biệt quá nhiều. Nó chỉ khác nhau cái logo này, chúng ta thiếu một cái thanh nẹp thiếu một cái thanh nẹp chắn ngang logo như này. Đây chúng ta thấy này. Đúng không ạ? Cái thứ hai là về hệ thống đèn. Thì đèn ở trên phiên bản G chúng ta vẫn có cái thiết kế đèn giống như ở trên này. Tuy nhiên thì cái công nghệ tất nhiên nó sẽ thua thiệt rồi. Vẫn là bi cầu đây. Tuy nhiên thì cái trong này nó chỉ là đèn halogen. Đó, nó cũng mặc dù nó cũng có những cái thanh mạ chrome đẹp, nó cũng chỉ là đèn halogen thôi vì giá tiền ít hơn mà. Mâm phần đầu xe nó cũng chỉ có thế thôi, vẫn có cảm biến phía trước nhé. Đây là cảm biến phía trước này. Đấy. Mâm của hai xe thì vành này sẽ nhỏ hơn 1 inch và là vành đúc, đơn giản thôi đúng không ạ? Đây chúng ta có vành này. Vành trên phiên bản cao cấp hơn này, vành đúc này. Cái phần dập nổi thân xe thì không quá khác biệt, hai xe đều như vậy. Cái gương chiếu hậu, một cái điểm nhỏ là mặc dù vẫn có cái đèn, chúng ta vẫn có cái đèn giả led ở đây, tuy nhiên thì cái cam 360 ở trên phiên bản này thì trên phiên bản 1.8G chúng ta sẽ không có cam 360. Chúng ta vẫn có khóa đèn trong xe nhé, gập gương theo khóa nhé. Đó. Về phần đuôi xe thì thật ra là không khác quá nhiều. Chúng ta đây, đuôi xe của phiên bản cao cấp này. Đây là đuôi xe của phiên bản 1.8G này. Cái đèn này thì trên phiên bản cao cấp nó đèn LED, tuy nhiên bản G nó đèn giả LED, và camera lùi thì vẫn có sẵn. Đây, nó nhìn này. Camera lùi này. Tuy nhiên chúng ta không có cam 360, là thêm một cam phụ ở phía sau nữa. Thì cam 360. Cái cốp sau thì kích thước không thay đổi, hàng ghế gập vẫn vậy. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là trên phiên bản Cross thì cái lốp dự phòng sẽ là cái lốp nhỏ hơn. Đây là lần đầu tiên Toyota trang bị lốp dự phòng khác kích thước và nhỏ hơn. Thì với cái lốp nhỏ hơn thì thông thường chúng ta sẽ đi ở giới hạn tốc độ và cái khoảng cách nhất định, chờ đến lúc thay thế bảo dưỡng. Rồi, vào khoang nội thất. Cabin. Trong này thì không có quá nhiều khác biệt. Tuy nhiên, chúng ta thiếu hệ thống Toyota Safety Sense thì cái nút bấm ở trên vô lăng nó cũng sẽ khác đi một chút. Đúng không ạ? Chúng ta không có Adaptive Cruise Control, không có phanh khoảng cách nữa thôi. Màn hình thì cũng là màn hình cảm ứng, có tiếng Việt. Tuy nhiên thì chúng ta lại không có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đây, màn hình vẫn rất là ok. Ở trong khoang nội thất thì chúng ta phải lưu ý một số cái như sau. Thứ nhất là đồng hồ, thì đồng hồ hiển thị vẫn là kết hợp đồng hồ analog và có một phần đồng hồ màn hình đồng hồ thông minh. Trên vô lăng thì chúng ta sẽ không có nút bấm lệch làn đường cũng như là kiểm soát hành trình nữa rồi.
vẫn có cruise control nhá, vẫn có đàm thoại rảnh tay. Màn hình thì vẫn là màn hình cảm ứng. Vẫn là màn hình cảm ứng. Tuy nhiên thì nhỏ hơn, không có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Một cái điểm lưu ý nữa là điều hòa vẫn là điều hòa tự động. Tuy nhiên thì trên này là điều hòa một vùng nhá. Chúng ta ở đây này, không có ký hiệu xanh đỏ, tức là đây là điều hòa một vùng. Đó. Chất liệu táp lô là nhựa giả da, tuy nhiên thì vẫn rất đẹp và vẫn chắc chắn. Cũng là một chiếc xe nhập khẩu, nó vẫn có một cái gì đó rất là khác so với mẫu lắp ráp. Đúng không ạ? Cái gương chiếu hậu này, chúng ta sẽ không thấy cái bộ xử lý cam hồng ngoại ở trên hệ thống TOTA, hệ thống an toàn safety xe, đúng không ạ? Cái mức giá hiện nay của mẫu này, phiên bản TOTA Cross 1.8G đang là 720 triệu, và đây là phiên bản màu trắng. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, cần tư vấn thêm về sản phẩm, so sánh review, có thể lên vui lòng liên hệ trực tiếp mình, có hotline đang đính kèm trên video. TOTA Bắc Ninh thì sẽ rất ưu đãi cho khách hàng ở Bắc Ninh và những tỉnh lân cận trực tiếp đến xem xe và cũng như là tham khảo thêm về giá bán cũng như là tư vấn thêm về xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.